Thì là số trang, một trang, hai trang thì bấm lên, hai trang, một trang. Dạ, bấm lên. Đó, cô giấy A4. Đúng không? Giờ muốn kiểm tra được cái kích thước này, nếu mình không, mình chưa không biết, mình quên, mình vô bên nhà này. Bấm vô đây. Bấm vô cái vùng chế độ này. Ý đi chặt bò. Ghi ra kích thước này, chiều ngang 29, chiều cao là 21, chiều ngang là 21, chiều cao là 29.7. Bấm Ctrl R, hiện ra kích thước. Kích thước này là nếu như mình kéo này, đợi giống hàng thôi. Muốn bỏ kích thước này thì ta chọn vô và delete. Công cụ màu đen này là công cụ di chuyển. Công cụ hình chữ nhật này là vẽ, dùng để vẽ. Tô màu ở đỏ này, nền màu đỏ, nền viền, viền màu xanh. Đây là độ dày của nó, độ dày của viền. Nhỏ lại. Giờ mình mới tách cái viền đi, thì bấm vô đây, cho anh em bên trên này. Đít đây, mất viền. Tách nền, bấm đây, tách nền. Đây là không nền, không viền. Muốn kiểm tra kích thước cái hình chữ nhật này, nhìn ở trên này. Chiều ngang nó là 11.2, chiều cao nó là 7. Muốn chỉnh theo kích thước theo ý mình thì mình quét đây. 5 thế nào? Đây là 2. Enter. Còn trên cộng phóng to màn hình. Còn trên trời thu nhỏ màn hình. Còn trên cộng phóng to này. Bấm cái phím dài nhất trên màn phím hiện ra bằng tay. Di chuyển cái màn hình theo ý của mình. Thoát lại. Chọn cho nó nè. Giờ muốn vẽ hình tròn, chọn này, chọn hình clip này, giữ shift thì sẽ ra hình tròn. Hình tròn này với kích thước tự do, muốn biết kích thước nó bao nhiêu thì nhìn trên này. Không, muốn thay đổi kích thước thì tương tự kia ta còn quét thôi. Hai, enter. Rồi thoát lệnh thì bấm vô này, thoát lệnh, thoát khỏi cái lệnh vẽ hình tròn. Muốn vẽ hình oval thì chọn cho nó và không giữ shift thì nó ra hình oval. Thoát lại. Nắm này giữ kéo ra thì nó phải ngồi sao hình đa giác. Cho nên là vẽ hình tương thẳng thôi, đừng lai thôi. Click một cái. Muốn xác định đường lai thì cho cái đường viền. Chọn với nó và xóa nó. Thu nhỏ nó lại. Bây giờ nhìn vô cái bảng color này. Màu xanh, sơ là màu xanh. Cho màu xanh này, 100 này, cho tất cả một bình 0. Thì để ra màu xanh này. M là màu hồng. Y là màu vàng. Và K nó là màu đen. Thì phải chọn vô màu bất kỳ, nhìn vào thông số này. Đây là công cụ bên ha. Click một cái thả ra, click cái thứ hai bị cong nó. Nó bị như vậy tại vì mình chọn cái nền. Giờ mình tách cái nền đi. Mình chọn cái viền. Chọn chỗ này đã tách cái tiếp điểm đi. Chọn điểm thứ ba bị cong. Kết thúc lại. Tô màu khác nha. Giờ cách để lấy một cái hình ảnh vô thì mình có một cái file sẵn rồi đúng không? Vô file này, vô play này, đi tới đường dẫn bài tập. Ấm này, mình chọn một hình, play nó vô, click một cái để ra hình, thu nhỏ lại, giữ shift để khỏi bị méo hình nha, thu nhỏ. Đưa thẳng vô cái trang giấy, không nằm ngồi trong, không làm phải ngồi trang giấy. Không to nè. Cái
giờ vẽ theo mẫu thì phải cho cái mẫu này nó đứng im nè. Phải cách chọn nó là Ctrl 2 khó lại. Muốn mở khó nó thì Ctrl Alt 2 mở khó nó ra. Tại sao phải khó lại? Không khó lại thì lúc mình vẽ nó thì mình cứ đụng vào nó thì nó bị sơ dịch đi, nên phải khó lại cho đứng cho nó im. Không tương tác được mình viết cho nó nữa. Rồi đóng to rồi. Bây giờ mình vẽ cái logo này nè, phóng to hết cỡ ra. Rồi logo trước mặt này vẽ cho nó dở hơn. Chọn vô công cụ B. Click một điểm đầu tiên, thả ra. Click điểm thứ hai, giữ nguyên và vẽ trong nó. Tắt cái tiếp tiến ở đây. Để chọn điểm thứ ba vẽ nó. Bây giờ ví dụ mình không tắt tiếp tiến này, còn đánh viết lại. Đó, khi mình chọn điểm thứ ba thì nó bị như thế này, nó không theo ý mình. Còn mình viết là mình phải tắt cái tiếng để nó đi theo ý mình. Để trong nó. Chọn điểm thứ tư. Chọn nó và kết thúc với điểm đầu tiên. Thoát lệnh. Bấm vô công cụ màu đen này thì thoát khỏi cái lệnh ben. Và tô màu cho nó bằng cách chọn vô công cụ hút màu này. Hút cái màu này luôn. Thoát lệnh. Đó, mình được cái lá. Còn trên viết lại. Giữ copy ra, chọn nó và giữ anh cái lá copy ra. Vì sao không dùng Ctrl C? Dù việc chọn như cái lá đúng không? Ctrl C, Ctrl V. Nó nhảy theo theo ý hoặc ý của nó, không theo ý của mình. Cho nên là dùng Alt Tab. Giữ Alt Tab kéo ra, kéo đúng vị trí mình cần nó đến. Rồi xoay nó lại. Giữ Shift cho thu nhỏ. Ví dụ như mình không giữ Shift nè. Đó, bị méo hình không? Mình giữ Shift nó sẽ không méo hình. Đưa lên này, cho nó to lên tí nữa. Giữ anh ta lấy copy ra, xoay nó lại, xoay. Rồi bước tiếp theo mình phải rút ba cái này thành một. Giữ shift chọn cái thứ hai, giữ shift chọn cái thứ ba. Nếu mình không muốn chọn cái to thì ta giữ shift loại nó ra, chọn thêm cũng giữ shift mà loại bỏ cũng giữ shift luôn. Click chuột phải rút lại thêm một cộng. Muốn rã nó ra thì anh rút, click chuột phải rút nó ra. Bây giờ mình muốn chuyển tô màu nhưng mà lại chuyển cái màu thêm như cái màu quá này là cái này tô màu ra thì anh á thì sẽ gồm những cái bài buổi sau. Thì bây giờ là mình chỉ học về công cụ ben và giao diện của nó thôi. Thật ra là lúc nãy mình nếu mình copy mình xoay có lệnh xoay luôn, nhưng mà bây giờ là mình học thủ công thôi. Quan trọng là cái lệnh ben. Cái lệnh ben này rất quan trọng để mình vẽ logo hay là vẽ cái gì cũng dùng ben hết. Cho nên là mình ben này mình học nhiều buổi, 2-3 buổi. Tùy bạn nhanh hay chậm. Còn cái tô màu này sẽ là buổi thứ 5, thứ 6 hoặc tới tô màu.